Đại đức Thassakon Phiyadamo là một trong chư hành giả Lào đang an cư kết hạ tại Việt Nam. Nhận được sự chào đón, tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn trốn ở của chú xứ nơi thành phố Đà Nẵng, đại đức rất hoan hỷ và yên tâm tu học, thụ liễm thân tâm. Do đang học tập tại Việt Nam nên tôi không thể về Lào trong dịp an cư kết hạ năm nay. Tuy nhiên, ở đây tôi được chư tăng Việt Nam chào đón nồng hậu, hỗ trợ nhiệt tình và đặc biệt là hàng ngày vẫn có rất nhiều Phật tử, học sinh, sinh viên Lào đến chùa cúng dường chư tăng. Nên dù xa quê nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự gần gũi, thân quen. Ngoài 6 thời trì kinh mỗi ngày, chư hành giả Lào còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm tu học, giao lưu văn hóa Phật giáo với chư tăng Việt Nam, tham gia vào các hoạt động ý nghĩa như cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Và đặc biệt, tại đây, chư tăng còn hướng dẫn các Phật tử, sinh viên Lào gìn giữ truyền thống đi chùa, tụng kinh, đặt bát, thiền định, qua đó giáo dục những người trẻ về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào. Nhờ sự hướng dẫn của quý thầy mà chúng tôi luôn duy trì được nếp sinh hoạt tới chùa hàng tuần hay vào mỗi dịp lễ trọng theo truyền thống Phật giáo. Dù ở xa quê hương, nhưng những tình cảm hữu nghị đã được nhân dân hai nước vun đắp qua nhiều năm, khiến tôi cảm thấy sinh sống ở Việt Nam mà vẫn như đang ở Lào vậy. Những năm gần đây, có sự tham gia của các nhà sư, thầy, người Lào đã đến dự lễ hội và tham gia an cư kiết hạ tại chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng. Trong mùa an cư kiết hạ năm nay, các sư Lào cùng với các sư Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động tu học tại chùa, đặc biệt là tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Nam. Bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động Phật sự, từ thiện xã hội, phòng chống dịch bệnh, chư tăng ni Phật tử Việt Lào đang cho thấy Phật giáo chính là một chất keo gắn kết và từng ngày vun bồi cho mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc thêm bền chặt. Đại dịch Covid-19 đi qua đã để lại biết bao mất mát, đau thương và những khó khăn chồng chất. Những nỗi đau, những giọt nước mắt vẫn nén trong tim người ở lại. Để xoa dịu bớt nỗi đau của những gia đình có người thân đã khuất, chùa Đại Tùng Lâm Hoa Sen, huyện Đa Quai, tỉnh Lâm Đồng thành tâm thông báo đến quý Phật tử, nhân dân gần xa được biết và đăng ký tham dự đại lễ cầu siêu để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho các hương linh sớm siêu thoát về nơi cực lạc. Thời gian diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Quý Phật tử, nhân dân đăng ký cầu siêu được miễn phí toàn bộ chi phí sinh hoạt và cầu siêu. Vui lòng liên hệ qua hotline 0912 120710 hoặc website daitunglamhoasen.vn để đăng ký.